Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn, thân mến, lần đầu tiên Nguyễn Phú Trọng xuất hiện sau gần một tháng biệt vô âm tín đã khiến cho bọn thế lực thù địch rụng rời tay chân Ông vẫn khỏe và việc đầu tiên ông làm đó là chủ trì việc sắp xếp ghế ngồi cho đại hội 13 dự tính sẽ diễn ra vào đầu năm tới 2021 mặc kệ cho lũ dân đen vật lộn với con vú háng của tàu cộng do chính ông và chính trị của ông đã mở toang biên giới mời chúng nó vào miễn visa, miễn phí nơi ăn ở cho bọn chúng. Nguyễn Phú Trọng đã tái xuất nhưng không phải là để thăm hỏi nhân dân trong đại dịch virus Vũ Hán mà là y nhấn mạnh đến công tác nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cần khẳng định và thấm nhuần sâu sắc ý nghĩa của công việc cực kỳ quan trọng này vì đây là công việc chiến lược gắn liền với sự sống còn của Đảng ta chế độ ta Đúng là một thằng khốn Chỉ lo cho đảng, chế độ Còn dân sống thì mặc bay Nguyên thủy thủ của các nước Thì họ chạy đồn chạy đáo Để theo dõi tình hình dịch bệnh Đến cả mất ăn mất ngủ Rồi đưa ra các chính sách hỗ trợ nhân dân Cho tiền Cho người dân lo miếng ăn giấc ngủ cho dân Tìm cách tháo gỡ khó khăn Của các doanh nghiệp trong cơn nguy biến Đó là lãnh đạo của nước người ta Còn lãnh đạo của nước Việt Nam mình lãnh đạo của cộng sản hết họp hành chia ghế để cai trị bóc lột nhân dân đến tận xương tủy ai có tiền thì góp tiền ai có hiện vật thì góp hiện vật đó là lời của CLMV Nguyễn Xuân Phúc trong lúc hạn hán ở đồng bằng sông Cửu Long đang chết khát thật sự đến dịch bệnh tràn lan mà chúng chỉ lo cho cái ghế của chúng cho chính bộ lông của chúng chúng chẳng đoái hoài gì đến dân đen đang gào thét cả tháng nay vì khát hoang mang và vì dịch bệnh nhìn lại nước người ta mà thế nạn với cái nước của mình Tại sao chính phủ Việt Nam Lại đi xin tiền dân Trong khi chính phủ của Mỹ Và các nước khác thì lại bỏ tiền ra Để lo cho dân Mới đây chính phủ của Tổng thống Donald Trump Vừa đề xuất sẽ biếu mỗi người dân Mỹ 1.000 đến 2.000 đô la Để hỗ trợ họ trong giai đoạn khủng hoảng này Bước đầu cứu vãn nền kinh tế Tiền đó thực chất là tiền thuế Trong tương lai Mà chính phủ Mỹ tạm ứng trước trích ra để giúp cho dân vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cục dự, cự, cục dự trữ Liên bang Mỹ Fed mua trái phiếu của chính phủ Mỹ rộng cộng thêm tài sản thế chấp của chính phủ chung trong khoảng 1.000 tỷ nên mới có tiền cho dân của họ. Làm được việc đó bởi lẽ Cục Dự trữ Liên bang là cơ quan hoàn toàn độc lập với chính phủ, không chịu sự chi phối hay điều hành bởi chính phủ khác. Còn với Việt Nam là ngân hàng nhà nước trung ương thuộc sự quản lý và chịu sự chi phối của nhà cầm quyền cộng sản của chính phủ. Chính phủ bảo sao thì nghe vậy, Mỹ thì khác. Quốc hội cho phép nâng trần nợ công lên mức đảm bảo an toàn, ví dụ như chính phủ Mỹ nợ 20.000 tỷ, nâng lên 21.000 tỷ. Trung sẽ lấy 1.000 tỷ đó để phát hành trái phiếu có lãi. Lúc này, Cục Dự trữ Liên bang mua về và in bằng tiền mặt để đưa cho Trung phát cho dân. Sở dĩ FED không sợ lạm phát là vì có tiền 90.000 tỷ của các nhà tư bản Mỹ làm bảo chứng. Tiền này nằm trong các tài khoản ngân hàng dưới dạng credit tín dụng và nằm trong các bất động sản hoặc giá trị của các công ty tập đoàn kinh tế lớn. 1.000 tỷ chẳng thấm gì so với 90.000 tỷ nên không sợ lạm phát. Tài sản ấy nằm trong tay 1% dân số Mỹ khi đất nước lầm vào cảnh nguy khó các nhà tư bản sẵn sàng chung tay với chính phủ để giải quyết khó khăn. Tất nhiên, sau này chính phủ thâu thuế rồi sẽ trả lại. Câu hỏi được đặt ra là tại sao trong giai đoạn khó khăn của đất nước đang tiêu điều, điều, dân Việt Nam đều khó khăn mà chính phủ Việt Nam không phát tiền cho dân 5 triệu hay 10 triệu đồng như các nước đã làm để cho trọng để khi đó tuyên giáo đảng có cớ để tung hô đảng chính phủ vạn thuế muôn năm mà ngược lại còn mặt dày đi xin đều tiền của dân ai có tiền góp tiền ai có của góp của là sao? Bởi lẽ hết tiền thì yên tiền ra thì tha hồ mà phát cho dân, sao không làm như thế? Ngân hàng nhà nước Việt Nam muốn in tiền lắm, nhưng không có ai đứng ra bảo chứng sợ lạm phát sẽ dẫn đến sụp đổ thể chế. Vấn đề ở chỗ chính phủ Việt Nam biết thừa 1% nhà tư bản đang có tài sản lớn nhất Việt Nam đều nằm trong tay các quan chức Cộng sản Việt Nam. Các tập đoàn kinh tế lớn đều sân sâu của các quan chức nhà mình. Mà lâu nay chỉ nghe các quan chức chỉ tham ô tham nhũng moi tiền của dân đục khoét ngân khố Các tập đoàn thì ăn đất của dân chứ có bao giờ thấy dám ngó đến dân đen và đem tài sản ra bảo chứng cho ngân hàng nhà nước để in tiền phát cho dân trong lúc khó khăn dịch bệnh này đâu Bởi thế trong lúc dịch bệnh mà chính phủ Việt Nam vẫn dở thói xin tiền đều cáng để đục khoét làm giàu Bản chất hèn hạ không bao giờ thay đổi Trong khi các nước cho không dân thì phúc lại đi xin đều dân, không còn gì để mà nói. Để làm tốt công việc hệ trọng này về tư tưởng phương châm chỉ đạo phương châm cải cách của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước, triển trưởng ban nhân sự nhấn mạnh cần chú trọng các vấn đề như sau. Công tác nhân sự của Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là nhiệm vụ tiểu ban nhân sự của Bộ Chính trị, Ban Bí thư của Ban chấp hành Trung ương mà còn là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị của các cấp ủy tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị và địa phương phải làm tốt công tác nhân sự từ đại hội đảng bộ các cấp để góp phần chuẩn bị tốt nhân sự của đại hội 13 của đảng. Phải xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là nhiệm vụ then chốt của then chốt từng cơ quan địa phương, từng cán bộ trực tiếp tham gia công tác chuẩn bị cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc trách nhiệm của mình đối với công việc có vị trí ý nghĩa đặc biệt quan trọng này. Toàn tâm toàn ý lo cho công việc chung, phải đặt lợi ích của Đảng, của đất nước và của nhân dân lên trên hết và trước hết. Công tác nhân sự ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, khoa học và nhất quán. Bảo đảm thật sự dân chủ, công tâm, thật sự trong sáng, khách quan, cách làm phải thận trọng, làm từng khâu, từng công đoạn theo một quy trình chặt chẽ, làm đến đâu chắc đến đó. Các ông trong thành viên tiểu ban nhân sự và tổ giúp việc cho tiểu ban phải nắm chắc, nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, chế độ, quy chế và lối làm việc. Các đồng chí thành viên tổ giúp việc đã được lựa chọn phải thể hiện là những cán bộ thật sự tin cậy, tuyệt đối trung thành, trung thực, công tâm, khách quan, tuyệt đối giữ nguyên tắc quan hệ công tác phối hợp chặt chẽ với các cơ quan cá nhân có liên quan. Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, trưởng tiểu ban yêu cầu giúp việc phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức trung ương, khẩn trương thu ý kiến của tiểu ban hoàn thiện nâng cao chất lượng của các tờ trình và báo cáo để báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến Trước khi lấy ý kiến các cấp ủy tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương. Đó là trích một phần lời phát biểu của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng trong buổi họp ngày hôm qua. Hoàn toàn ông chỉ lo cho Đảng, cho bản thân ông ta và cho cái chế độ của ông ta thôi. Ông ta hoàn toàn không nhắc gì đến dịch bệnh và hạn hán đang hoành hành ở trên đất nước Việt Nam. Một kẻ cực kỳ khốn nạn. Sau khi tự hào Chính thức ra mắt bộ khít phát hiện cúm viêm phổi Vũ Hán Made Việt Nam WHO tại Việt Nam đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ kit chuẩn đoán nhanh loại cúm này. Những thông tin trái chiều gần đây được công bố trên truyền thông Việt Nam đã làm cho dư luận không khỏi hoang mang và lo lắng. Sáng ngày 15 tháng 3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long đã tiếp đại sứ Hàn Quốc để cùng chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Trong đó, đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ kit chuẩn bị chẩn đoán nhanh cúm này. Tại cuộc gặp, vị thứ trưởng đề nghị phía Hàn Quốc chia sẻ bài học kinh nghiệm về việc xét nghiệm cùng lúc với số lượng mẫu bệnh phẩm. Đồng thời đề nghị phía Hàn Quốc hỗ trợ các sinh phẩm kit chẩn đoán nhanh, trang bị các thiết bị và xét nghiệm. Hàn Quốc được coi là một trong những ổ dịch lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc. Dù dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát nhanh trong thời gian ngắn, nhưng chính phủ Hàn Quốc đã nhanh chóng chặn đứng được bệnh dịch này với những kết quả đáng ghi nhận. Thay vì phong tỏa như các nước khác, Hàn Quốc đã sản xuất được kit chẩn đoán nhanh bệnh viêm phổi Vũ Hán. Thời gian qua Hàn Quốc cho xét nghiệm hàng trăm nghìn người ở mọi nơi, từ phòng khám cho đến trạm giao thông. Hiện Hàn Quốc có thể xét nghiệm cho hơn 10.000 người mỗi ngày. Xét nghiệm có kết quả sau vài giờ với tỷ lệ chính xác đến 90% và tương đối dễ quản lý. Nhờ đó Hàn Quốc đã nhanh chóng tìm ra người bệnh và cho cách ly kịp thời. Hiện số ca mắc viêm phổi vũ hán ở Hàn Quốc ngày đã tăng chậm lại và có xu hướng giảm. 10 ngày trước đó, sáng ngày 5 tháng 3, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kết quả nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm RealTime RT- PCR1 step phát hiện cúm gây bệnh viêm phổi Vũ Hán cho kết quả xét nghiệm chỉ trong 1 giờ. Độ đặc hiệu 100%, độ nhạy 5 phản ứng và khả năng sản xuất 10.000 kit một ngày có thể tăng công suất lên gấp 3 lần để phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Tại cuộc họp báo giới thiệu kết quả nghiên cứu chế tạo bộ phận bộ sinh phẩm bộ kit real time ATBCA phát hiện viêm phổi Vũ Hán do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức sáng ngày 5 tháng 3. Trung tướng giáo sư Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y bày tỏ rất vui mừng vì lần đầu tiên Việt Nam có bộ kit có thể ứng dụng trong thực tế trần đoán viêm phổi Vũ Hán và khẳng định công tác nghiên cứu và sản xuất có thể đảm bảo cả về chất lượng bao gồm về độ nhạy, đặc hiệu và tính ổn định tương đương với các bộ kit của Việt Nam đang nhập về cũng như số lượng. Năng lực sản xuất của công ty Việt Á có thể lên đến 10.000 bộ kit trên ngày. Bộ kit cho kết quả trong hơn một tiếng được kiểm định và tiêu chí độ nhạy, độ đặc hiệu 100% với 5 copy virus trong một phản ứng, độ chính xác 100% độ lặp lại tại phòng thí nghiệm chuẩn thức của công ty cổ phần công nghệ Việt Á và học viện quân y kết quả cho thấy các tiêu chí tương đương với bộ sinh phẩm của trung tâm kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh CDC Hoa Kỳ và WHO sản xuất. Hiện nay năng lực sản xuất của công ty cổ phần công nghệ Việt Á khi cần huy động có thể tăng công suất lên 3 lần, tức là có thể đạt được 30.000 bộ kit một ngày. Như vậy, hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu trong việc sản xuất và xuất khẩu hoặc hỗ trợ quốc tế trong tình trạng dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang bùng phát ở nhiều nơi trên thế giới. Trả lời báo chí trong nước về việc tại sao Việt Nam tuyên bố đã sản xuất được bộ kit có hiệu quả nhưng lại đề nghị phía Hàn Quốc hỗ trợ bộ kit xét nghiệm. Đại diện Bộ Y tế cho biết do thời gian cho kết quả của bộ test do Hàn Quốc sản xuất là khá nhanh. Nếu có thêm nguồn test có thể rút ngắn thời gian trả kết quả xét nghiệm. Bộ y tế giải thích như sau, bộ kit của Hàn Quốc là loại kit xét nghiệm nhanh chẳng hạn như bộ kit cúm Vũ Hán AG Gaiga Rapid của công ty PCL sẽ lấy mẫu từ dịch mũi họng đờm, có thể cho ra kết quả chỉ sau 10 phút. Cách sử dụng rất đơn giản nên thậm chí có thể dễ dàng thực hiện, độ chính xác của kit lên đến 85% vì bộ kit Hàn Quốc cho kết quả rất nhanh cho nên rất phù hợp để sử dụng xét nghiệm sàng lọc đại trà với số lượng lớn chẳng hạn như hành khách tại các cửa khẩu sân bay giúp cho phân loại nhanh các hành khách có biện pháp xử lý phù hợp không làm ách tắc việc đi lại trong khi đó bộ kit của Việt Nam là kit có thể dùng đọc kết quả thiết bị ATPCA kit Việt Nam có độ nhạy rất cao và độ chính xác lên đến 100% cao hơn nhiều so với bộ kit nhanh của Hàn Quốc tức là tốt hơn. Tuy nhiên thời gian và từ khi lấy mẫu đến khi có kết quả phân tích lên đến hơn 1 giờ. Nếu phải gửi mẫu đi từ sân bay, cửa khẩu đến các bệnh viện chuyên môn có thiết bị RT-PCR để phân tích thì thời gian còn kéo dài hơn nữa. Do vậy không thích hợp với mục đích sàng lọc nhanh số lượng lớn. Tuy nhiên theo giới Chuyên gia bản thân của những thông tin kỹ thuật công bố ngày 5 tháng 3 và bộ xét nghiệm do Việt Nam sản xuất đã có nhiều câu hỏi được đặt ra. Nhà nghiên cứu Vũ Thiên Sơn phân tích các điểm cần thảo luận về bộ kit xét nghiệm phổi Vũ Hán do Việt Nam sản xuất xin được tóm lược như sau. Thứ nhất, về thời gian cho kết quả xét nghiệm chưa kể thời gian thao tác thì để đi từ mẫu bệnh phẩm đến kết quả phải mất một tiếng rưỡi. Đó là trong điều kiện lý tưởng, Người thao tác nhanh là một mẫu Trên thực tế nếu tính cả thời gian thao tác lấy ống nghiệm đánh dấu mẫu Dùng các ống hút mẫu trộn đặt mẫu vào máy Cài đặt máy rồi nhân hệ số khi phải thao tác với nhiều mẫu đồng thời Thì từ mẫu bệnh phẩm đến kết quả phải mất dưới 2 tiếng đồng hồ Thứ hai về độ đặc hiệu và độ nhạy con số Độ nhạy 5 copy phản ứng là một con số khá khó tin Thứ ba là về khả năng sản xuất 10.000 bộ kit một ngày trong các bộ kit xét nghiệm là các enzyme và đầu dò mồi huỳnh quang. Ở Việt Nam không có nhóm nghiên cứu nào nghiên cứu cơ bản về enzyme phiền mã ngược cũng như enzyme gen. Càng không có công ty nào tự sản xuất cả. Nói khả năng sản xuất thực ra vẫn là mua sản phẩm của các nước ngoài về pha chế chứ thực sự không làm chủ được công nghệ lõi do thiếu nền khoa học công nghệ cơ bản. Trước sự không minh bạch về tình hình dịch bệnh tại Việt Nam, dư luận gần đây đã lan truyền giả thuyết gói 37 triệu đô la của nhà cầm quyền Hoa Kỳ đã giúp cho Việt Nam đối phó với dịch bệnh đã làm hồi sinh bệnh viện phổi Vũ Hán tại Việt Nam với sự kiện bệnh nhân số 17 và hàng loạt người nhiễm bệnh sau đó là quốc gia láng giềng và đồng thời có mối quan hệ chặt chẽ về kinh tế chính trị với Trung Quốc nơi bùng phát dịch bệnh nhưng cho đến Trước ngày 6 tháng 3 năm 2020, Việt Nam vẫn liên tục ổn định với 16 ca bệnh nhiễm nhiễm virus ở Vũ Hán và cả 16 người đã được chữa khỏi. Bệnh nhân số 16 được xác định dương tính với viêm phổi Vũ Hán vào ngày 12 tháng 2 năm 2020 và xuất viện vào ngày 26 tháng 2. Việt Nam đã lên tinh thần chuẩn bị công bố hết dịch với toàn thế giới. Tuy nhiên ngày 7 tháng 2 Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo Thông báo Mỹ cam kết viện trợ 100 triệu đô la cho Trung Quốc và các nước trong việc chống dịch viêm phổi Vũ Hán Đến ngày 10 tháng 2, cơ quan đại diện thương mại Mỹ USTA đã cập nhật danh sách các nước kém phát triển và các nước đang phát triển trong luật chống trợ cấp của nước này Danh sách cập nhật đã xóa bỏ các ưu đãi các nước đang phát triển đối với loạt các quốc gia lãnh thổ trong đó có Việt Nam. Trước sự việc trên, Việt Nam theo dõi sát sao các động tác của Mỹ và đưa ra khỏi danh sách nước đang phát triển bởi lo ngại những ưu đãi mà Việt Nam mất đi khi bị Mỹ loại khỏi danh sách quốc gia đang phát triển có ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển kinh tế, tăng trưởng và duy trì sự ổn định trong hoạt động thương gia. Cho nên Việt Nam ngày 6 tháng 3 đã phải tung ra một loạt các bệnh nhân mới trong đó có bệnh nhân số 17 đã xuất hiện một cách đầy tai tiếng tại Việt Nam và gây lan rộng trên diện rộng thậm chí trong cả hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ trong ít ngày số người nhiễm bệnh đã lên đến 76 ca cùng nhiều với nơi đã bị phong tỏa hàng nghìn đối tượng trong diện cách ly và đến ngày 12 tháng 3 rất may mắn Việt Nam nằm trong nhóm nhận được 37 triệu đô la chống dịch viêm phổi phụ hán của Hoa Kỳ Kỳ diệu chưa? Việt Nam làm được những điều như thế Không thể một nước nào có thể làm được Việt Nam là một nước Biên giới sát với Trung Quốc là một ổ dịch đầu tiên của thế giới Và số người chết cũng nhiều nhất thế giới Nhưng Việt Nam chỉ bị 16 ca Nhưng sau khi có gói viện trợ của Mỹ tung ra là 100 triệu đô la Thì ngay lập tức Việt Nam tăng số lượng khổng lồ về người nhiễm bệnh Kỳ lạ chưa? Trong khi nhân dân thì gồng mình chống dịch với chính phủ Việt Nam liên tục có những chính sách đi ngược với lòng dân, đặc biệt liên quan đến giá xăng và giá điện. Facebook cơ đỗ ngà phân tích giá dầu thế giới giảm đến 30%, điều đó kéo theo mỗi lít xăng RON95 giảm 3.115 đồng. Nhưng nhà nước đã cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chỉ giảm có 2.315 đồng, còn lại 800 đồng bị giữ lại được gọi là quỹ bừng, bình, bình ổn giá xăng tương tự như xăng i 5 Ron 92 bị giữ lại 200 đồng một lít dầu hỏa diesel bị giữ lại 800 đồng một lít cứ giá dầu nhập khẩu giảm thì nhân dân lại bị đảng xén đi một phần lợi tức lẽ ra chính dân được hưởng chọn trước khi giá xăng giảm thì mọi người đã đóng vào quỹ bình ổn rồi giờ lại phải đóng thêm cho đảng từ nhiều năm nay, mỗi lít xăng người dân phải gánh đến 56% thuế phí. Nay những cơ cấu thuế phí ấy không đổi mà giá dầu nhập khẩu của thế giới lại giảm mạnh. Nhưng phí cho quỹ bình ổn giá được tăng lên thì tất nhiên tổng các thuế phí chi cho xăng dầu hiện nay phải chiếm đến 50%, 56% giá xăng hiện tại ở Việt Nam. Thêm vào đó giữa lúc dịch bệnh khó khăn, EVN lại tăng giá điện sinh khối từ 1.220 đồng lên 1.630 đồng trên 1 kW, giá cao nhất với dự án điện sinh khối lên cao nhất 1.968 đồng trên 1 kWh. Sự độc quyền của nhà nước trong xăng dầu và điện đã can thiệp thô bạo vào quy luật tự nhiên của cơ chế thị trường, gây nên bất lợi cho rất nhiều doanh nghiệp xuất khẩu, đồng thời ngăn chặn Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới. Những khẩu hiệu, những thông điệp về trách nhiệm đạo đức hay những bài diễn văn về thành quả cách mạng được đã đạt được mà đảng rêu rào ngày càng trở nên nhàm chán, không thu phục được lòng tin của người dân. Chúng mâu thuẫn với thực trạng mà mỗi người dân Việt chứng kiến hàng ngày trên dải đất chữ S đau thương quằn quại này chúng mâu thuẫn y như lời phát biểu ngạo nghễ của ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2020. Với tất cả sự khiêm tốn của người cách mạng, có thể khẳng định rằng Đảng ta thật là vĩ đại, nhân dân ta thật là anh hùng. Rất có thể cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba đang diễn ra và đương nhiên nó đang diễn ra theo cách thế mới mẻ không có bom rơi đạn nổ không có kẻ gây chiến kẻ chủ chiến và khi nó kết thúc cũng chẳng có quốc gia nào phải đền bù tổn thất chiến tranh và số lượng người chết người mất khả năng kiếm tiền mất các quan hệ làm ăn sau cuộc chiến này là vô cùng lớn có thể nói rằng sau cuộc chiến tranh mà tôi tạm gọi là chiến tranh sinh học với cái tên vũ hán hoặc virus vũ hán này hoặc tên khác của tổ chức y tế thế giới là Covid-19, có hàng loạt quốc gia rơi vào thảm cảnh kinh tế đình trệ, phá sản và cũng có một vài quốc gia bước lên vị trí thượng phong trong chính trường thế giới. Cho đến bây giờ rất khó có thể nói rằng Trung Quốc hay Hoa Kỳ đã phát động cuộc chiến tranh này. Nếu nhìn theo trình tự nhiễm dịch và lan dịch mà bản chất là vũ khí sinh học thì có nhiều khả năng Trung Quốc phát động cuộc chiến tranh này. Nhưng ngược lại nếu nhìn theo trình tự phát động cuộc chiến tranh bằng cách làm tê liệt kinh tế, sau đó có những mũi tấn công sinh học thì Mỹ không nằm ngoài giả định và hoài nghi. Nhưng nếu như Trung Quốc khai mào cuộc chiến thì họ được gì? Và nếu Mỹ khai mào cuộc chiến thì họ được gì? Và căn cứ vào đâu để tin rằng loài người đang sống trong chiến tranh thế giới thứ ba bằng vũ khí sinh học Vấn đề tìm căn cứ rằng loài người đang sống trong chiến tranh thế giới thứ ba và có lẽ phải ít nhất 10-20 năm sau lịch sử mới mã hóa, giải mã được câu chuyện và đưa ra lời kết luận COVID-19 có phải là vũ khí sinh học của chiến tranh thế giới thứ ba hay không. Nhưng hiện nay người ta có quyền căn cứ vào các dấu hiệu nhận biết để khẳng định rằng đây là đây có phải là cuộc chiến tranh hay chỉ là đại dịch của tạo hóa Thứ nhất, nói về mức độ và cũng như bán kính lây lan có thể nói rằng khó mà tin COVID-19 là sự sổng chuồng của một phiên bản corona trong quá trình nghiên cứu tại Vũ Hán. Bởi nếu đây là sự sổng chuồng thì tâm điểm lây lan phải là Vũ Hán và những người chưa từng tiếp xúc với bất kỳ đối tượng hay yếu tố hay nhân tố nào có liên quan đến Vũ Hán đều không thể nhiễm và bán kính lây lan phải bắt đầu từ tâm dịch Vũ Hán nhưng đến nay trường hợp một tiến sĩ người pháp chưa từng đi đâu xa không có dây mỡ dễ má gì với yếu tố vũ hán vẫn bị chết vì dịch và không dừng lại ở đó sau một thời gian dài thành phố vũ hán và các thành phố khác của trung cộng bị đóng cửa cách ly chống dịch thì các nước phương tây hàng loạt các cường quốc trên thế giới bị nhiễm dịch trường hợp này khó mà khẳng định do người phương tây có thói quen du lịch trong khi đó ngoài trung quốc hầu hết các nước cộng sản còn lại như cuba bắc triều tiên lào việt nam có tỷ lệ nhiễm dịch rất thấp và đặc biệt nói về quan hệ giao thương giao lưu hay nói khác đi các mối giao dịch giữa các quốc gia này với trung quốc phải mạnh gấp nhiều lần giữa các quốc gia phương tây với trung quốc nhưng lại có tỷ lệ nhiễm dịch thấp so với phương tây vậy nghĩa là sao hơn nữa ban đầu Đối tượng truyền nhiễm và nguyên nhân truyền nhiễm được Trung Quốc khẳng định là do rơi chuột và các loài động vật hoang dã, nhưng hiện tại họ lại khẳng định Covid-19 là do quân đội Mỹ tung ra. Điều đó có nghĩa là Trung Quốc đã bắn tiếng cho biết đây là vũ khí sinh học có liên quan đến quân đội và sự chết chóc do nó gây ra là rủi ro chiến tranh chứ không phải là rủi ro sinh học thuần túy. Dù không nói rõ ràng Trung Quốc đang nhắc đến và ám chỉ một cuộc chiến tranh sinh học khi khẳng định COVID-19 do quân đội Mỹ tung ra. Trong trường hợp này, giả định COVID-19 do quân đội Trung Cộng sản xuất Trung Quốc tung ra thì Trung Quốc sẽ được gì và mất gì? Có thể nói, giả sử như COVID-19 là một vũ khí thì nó nhanh chóng đẩy Trung Quốc vào chỗ bế tắc không có đường lui vì đang trải qua cuộc chiến thương mại với Mỹ và thiệt hại trong cuộc chiến này hoàn toàn không nhỏ cho Trung Quốc. Nếu tung Covid-19 vào Vũ Hán để rồi lan rộng trên toàn quốc thì chẳng khác nào Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tự treo cổ mình. Thêm một giả định dịch vụ Vũ, dịch Vũ Hán và nhiều thành phố khác là một cách cân bằng nhân chủng khi đất nước quá đông dân và miệng ăn nhiều hơn tay làm mượn vũ khí Vũ Hán và nội địa Trung Quốc làm cái cớ là bàn đạp để thả vũ khí trên toàn thế giới nhưng chừa lại các nước cộng sản nhằm giữ sức mạnh thuộc phe phe trục sau khi cuộc chiến kết thúc khối cộng sản xã hội chủ nghĩa sẽ mạnh trở lại khối tư bản trở nên eo ọp và cán cân sức mạnh quốc tế sẽ nghiêng về Trung Quốc khả năng này không hề thấp Ngược lại, giả sử Mỹ đã phát động cuộc chiến tranh này nói theo cách ám chỉ của Trung Quốc trong thời gian qua thì Mỹ được gì và mất gì? Rõ ràng là thứ Mỹ bị mất không hề nhỏ nhưng cái được cũng khá lớn. Covid-19 sẽ làm giảm đi số người vô gia cư, không có nơi ẩn náu trong đại dịch và sự biến mất của họ sẽ giúp cho Mỹ dễ thở hơn trong thời kinh tế toàn cầu sụt giảm. Những quốc gia từng là đối thủ đáng gờm hoặc từng là đồng minh không tin cậy sẽ phải xuống nước nếu như Mỹ giữ được ổn định kinh tế và tiếp tục vị trí siêu cường của mình. Và nếu như trong Thế chiến thứ hai, Mỹ bán vũ khí cho các nước tham chiến để thu về một lượng tư bản không hề nhỏ. Thì trong thế chiến thứ ba, giả định này, việc mua bán, buôn bán có vẻ nhân văn và thuận lợi hơn nhiều. Bán thuốc điều trị và bán vaccine. Rõ ràng nếu như nếu có như vậy thì vaccine cũng như thuốc điều trị sẽ được tung ra khi kịch bản đến hồi cao trào. Chỉ ít là trong 2 tháng kế tiếp. Khi mà kinh tế của nhiều quốc gia bắt đầu ngưng trệ dẫn đến rượu giá thì dịch và không còn lựa chọn nào khác là chấp nhận tung mọi khả năng tiền tệ quốc gia và quốc dân để lấy bằng được vaccine cũng như thuốc điều trị về Giả sử có điều này thì Mỹ sẽ thu về một lượng tư bản vô cùng lớn và đương nhiên vị trí siêu cường của Mỹ thay đổi nhưng Trung Quốc sẽ rớt hạng so với các nước cộng sản xã hội chủ nghĩa khác. Ở đây rõ ràng là các nước cộng sản xã hội chủ nghĩa vốn chịu phụ thuộc vào Trung Quốc bởi nó cũng là siêu cường và là thứ đàn anh quen thói ăn hiếp đàn em chứ không phải là một siêu cường đồng minh, một gã cao bồi to con, dám chơi dám chịu và sẵn sàng che chở cho đàn em như Mỹ. Một khi Trung Quốc một khi Trung Quốc rớt hạng thì chắc chắn một điều là các nước xã hội chủ nghĩa khác sẽ bị bỏ rơi Trung Quốc. Vấn đề nhanh hay chậm tùy thuộc vào khả năng tự chuyển hóa và thân Mỹ của mỗi nước. Như vậy theo logic này nếu như Mỹ phát động chiến tranh sinh học để nối tiếp chiến tranh thương mại thì khả năng nắm phần thắng là rất cao và mọi tính toán dường như là hết sức kỹ lưỡng, chi tiết và có thể đẩy đối đối phương vào tình huống lúng túng, mất phương hướng bất kỳ giờ nào. Ngược lại nếu như đây là cuộc chiến sinh học do Trung Quốc phát động thì rõ ràng là quá nhiều yếu tố thất bại và tham vọng bành trướng quá lớn của Trung Quốc. Thất bại đầu tiên là nội bộ chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc lủng củng. Sức mạnh kinh tế bị mất và thất bại thứ hai là mọi phát động và tham vọng về con đường tơ lụa xem như bị phá sản hoàn toàn. Thất bại thứ ba là sức mạnh khu vực bị mất kéo theo phe trục cũng bị mất và rất có thể đất nước Trung Quốc bị chia nhỏ sau cuộc chiến tranh này. Nhưng rõ ràng, có một quy luật rất riêng và chiến tranh là có khi kẻ phát động không bao giờ lường trước được diễn biến và nếm mùi thất bại thê thảm. Còn người bị đánh lại trở thành người chiến thắng và đầy đủ các tài lộc sau cuộc chiến. Bởi đó chiến tranh biết điều ban đầu Trung Quốc không ngờ chính cá tính cầu thả và sống bựa của số đông người dân sẽ là trái bom phá ngược cánh cổng thành trì Trung Hoa Đại Hán và biết đâu hai trái bom sinh học của hai bên tham chiến cùng phát nổ cùng một lúc làm cho mọi người trở nên dối rắm và mất kiểm soát. Mọi chuyện có thể xảy ra và không ai dám khẳng định đây là cuộc chiến tranh thứ ba ngoại trừ một yếu tố duy nhất mà Trung Quốc hé lộ đó là họ khẳng định Covid-19 là do quân đội Mỹ thả ra và rõ ràng đôi khi sự đổ thừa hay gắp lửa bỏ tay người cũng là hành vi ngu xuẩn tự mình phơi lưng nếu đó là kẻ vừa ném đá vừa la la. Ngược lại nếu đó là người bị oan và nói ai cũng không tin thì có vẻ như đối phương đã chọn thời điểm kết liễu đúng lúc để dành cho một kẻ đã mất hết uy lực. Nhưng giả sử đây là rủi ro sinh học hay chủ ý chiến tranh thì kẻ thất bại và đau đớn nhất bao giờ cũng thuộc về nhân dân. Lần này là nhân dân của thế giới chứ không phải nhân dân của một quốc gia nhỏ lẻ nào. Dịch Covid-19 ngày 20 tháng 3, số người chết ở Ý là 3.005 cao hơn Trung Quốc và Ý đã ghi nhận tổng số 3.405 ca tử vong do Covid-19 tới nay, còn Trung Quốc chỉ có 3.245 ca tử vong. Trong khi đó, Mỹ nâng cảnh báo đi lại lên cấp cao nhất, khuyên người dân không đi nước ngoài. Theo cập nhật của hãng tin Reuters, dạng sáng ngày 20 tháng 3 giờ Việt Nam, nước Ý vừa có thêm 427 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 ở nước này lên 3.405 ca. Như vậy, số ca tử vong do COVID-19 ở Ý đã vượt qua Trung Quốc tính đến 0 giờ ngày 19 tháng 3. Số ca tử vong do COVID-19 ở Trung Quốc là 3.245 ca. Số ca bệnh COVID-19 ở Ý bắt đầu tăng nhanh từ ngày 21 tháng 2, còn ở Trung Quốc là từ đầu tháng 1. Tuy nhiên, xét về tổng thể ca nhiễm còn số ở Ý bằng một nửa của Trung Quốc. Cụ thể, tổng số ca nhiễm ở Ý là 40 035 ca, còn ở Trung Quốc là 80.907 ca. Mỹ tán thành dùng thuốc sốt Z để thử nghiệm trị COVID-19. Theo cập nhật của đài CNN lúc 6 giờ 30 ngày 20 tháng 3, hiện nước Mỹ đã ghi nhận tổng cộng 13.133 ca nhiễm và 193 ca tử vong do trị vi 19. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19 tháng 3 cho biết Chloroquine và Hiroshi Chloroquid là những loại thuốc được dùng để trị bệnh sốt rét và viêm khớp nghiêm trọng đã được cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ FDA tán thành để thử nghiệm chữa virus vũ hán theo tạp chí Forbes. Theo Stephen, người đứng đầu của FDA, các loại thuốc trên đã được dùng trong thử nghiệm lâm sàng. Chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu và đưa ra quyết định hoàn toàn đúng dựa theo dữ liệu và sự an toàn, tính hiệu quả của các phép điều trị, ông cho biết. Thủ tướng Anh đảo ngược tình thế trong 12 tuần tới. Thủ tướng Anh Boris Johnson nói rằng ông tự tin Vương quốc Anh có thể làm giảm sự lây lan của virus Vũ Hán trong vòng 3 tháng tới với và thông qua các biện pháp khắt khe để hạn chế sự tiếp xúc giữa người với người. Chúng tôi có thể đảo ngược tình thế trong 12 tuần tới nhưng với điều kiện tất cả chúng tôi thực hiện các bước đi đã được vạch ra. Điều đó là sống còn và đó là cách chúng tôi sẽ hạ đỉnh dịch, ông Johnson nói. Còn nữ hoàng Anh Elizabeth hay kêu gọi người dân Anh hành động giống như một để đánh bại con virus Vũ Hán khi bà có thông điệp chính thức đầu tiên về dịch bệnh này. Bà nói tất cả chúng ta đều có một vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc chiến chống virus Vũ Hán. Theo số liệu cập nhật của Ủy ban Y tế Trung Quốc NHC tính tới 0 giờ ngày 20 tháng 3, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 39 ca nhiễm mới, 3 ca tử vong mới và 730 ca mới xuất viện. Như vậy hiện Trung Quốc đại lục có tổng cộng 80.967 ca nhiễm, 3.248 ca tử vong và 71.150 ca xuất viện. Theo số liệu tổng hợp của hãng tin AFP, tổng số ca bệnh virus Vũ Hán ở Châu Âu đã vượt 100.000 ca. Cụ thể Châu Âu có ít nhất 100.470 ca nhiễm và 4.750 ca tử vong, vượt mặt Châu Á hơn 94.250 ca nhiễm và hơn 3.415 ca tử vong. Tất cả 27 nước thành viên của Liên minh Châu Âu đều đã có ca nhiễm. Các nước ghi nhận ca nhiễm và ca tử vong mới. Ai Cập ghi nhận thêm 46 ca nhiễm mới lên tổng cộng 256 ca nhiễm, còn số ca tử vong do virus Vũ Hán ở nước này là 7 ca. Tổng số ca nhiễm ở Ireland tăng 366 lên 557 ca, trong khi đó số ca tử vong do virus Vũ Hán ở Vương quốc Anh tăng 40% trong một ngày lên 144 ca, còn số ca nhiễm ở Anh tăng thêm 643 ca lên 3.269 ca. Cơ quan y tế Pháp vừa ghi nhận 108 ca tử vong nâng tổng số ca tử vong do virus Vũ Hán ở nước này lên 372 ca. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm ở nước này tăng 9.134 ca lên 10.995 ca. Tunisia ghi nhận có ca tử vong đầu tiên do virus Vũ Hán. Venezuela ghi nhận thêm 6 ca nhiễm lên tổng số 42 ca. Mỹ hủy bỏ tổ chức hội nghị G7 tại trại David. Nhà Trắng cho hay Tổng thống Donald Trump sẽ hủy một cuộc gặp trực diện với các nhà lãnh đạo G7 tại trại David ở Mỹ vào tháng 6 tới do virus Vũ Hán và sẽ tổ chức thảo luận qua video. Để mỗi quốc gia tập trung mọi quyền lực phản ứng và các thách thức y tế và kinh tế do virus Vũ Hán, đồng thời theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, chúng tôi xin thông báo hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G7 dự kiến sẽ tổ chức tại trại David vào tháng 6 sẽ được thay thế bằng hội nghị qua video online, người phát ngôn của nhà trắng, Chris DeBerry nói: Mỹ phát cảnh báo đi lại cấp cao nhất. Ngày 19 tháng 3, bộ ngoại giao Mỹ đã nâng cảnh báo đi lại lên cấp cao nhất, cấp 4 với toàn thế giới. Đây là một động thái chưa từng có nhằm giảm sự lây lan của virus Vũ Hán. Bộ Ngoại giao Mỹ khuyên người dân nước này không nên đi nước ngoài, còn những công dân Mỹ đang ở nước ngoài nên về nước ngay lập tức. Cấp 4 là cấp cao nhất trong hệ thống cảnh báo đi lại của Bộ Ngoại giao Mỹ và thông thường thì được áp dụng với những quốc gia trong tình trạng chiến tranh như Yemen, Somalia theo hãng tin Bloomberg. Cùng ngày thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết dự kiến biên giới Mỹ Canada sẽ đóng cửa vào tối hôm nay 20 tháng 3 hoặc đầu ngày 21 tháng 3 giờ địa phương. Giữa tuần này, Mỹ và Canada cho biết họ sẽ đóng cửa biên giới chung đối với các hoạt động đi lại không cần thiết nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Vũ Hán. Ông Trudeau cho biết Canada đang chốt các thông tin chi tiết cuối cùng với phía Mỹ để thực hiện kế hoạch này. Brazil thông báo đang đóng cửa biên giới trên đường bộ với trong vòng 15 ngày với gần như tất cả các nước láng giềng để ngăn lây lan virus Vũ Hán, ngoại trừ Uruguay ở phía nam. Trước đó, Brazil đã đóng cửa biên giới với Venezuela vào ngày 17 tháng 3. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn để cho công cuộc phòng chống virus Vũ Hán ở đất nước Việt Nam cũng như cộng đồng người Việt ở trên toàn thế giới có thể ít nhiều được biết một thông tin nhỏ bé từ chúng tôi hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để cho thông tin được cập nhật đến với quý vị một cách nhanh nhất để quý vị trở thành thành viên tích cực của chúng tôi. Và một điều quan trọng là bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.